Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Chay Tại Nhà xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm gươm khìa nước dừa. Một món ăn chay rất là ngon và ăn mặn cũng rất là ngon luôn. Nấm gươm khìa nước dừa thì nó mặn mặn nè, nó ngọt ngọt nè, rồi có vị cay cay của ớt nữa. Ăn rất là ngon tuyệt vời. Món này mình ăn với cơm trắng nè, rau luộc nè, hay rau xào nè, hay rau sống nữa là rất là ngon tuyệt vời luôn. Và cũng rất là dễ làm, món này rất là được ưa chuộng luôn. Các nguyên liệu và gia vị của mình thì gồm có tô nấm gươm này khoảng nửa kg. Nấm gươm to to không à, mình khìa nó sẽ ngon hơn, hơi dù một chút nhưng mà rất là tươi, rất là ngon nha quý vị. Nấm gươm thì ở miền Tây có quanh năm luôn. Nước dừa tươi, bịch ngũ vị hương, các tép tỏi, các dưa ớt. Rau ăn kèm thì gồm có cà chua, salad, dưa leo. Các gia vị thì có muối, bột ngọt, bột niêm, đường, nước mắm chay và dầu ăn. Các nguyên liệu để làm món nấm gươm khìa nước dừa thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Nấm gươm, trước tiên thì mình sẽ cho nước lọc vào. Nấm gươm thì mình ngâm qua nước muối nghe quý vị, để cho nó loại bỏ đi hết những cái chất mà không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Rồi sau đó mình bỏ khoảng 2 muỗng muối bọt vào. Mình ngâm từ 7 đến 10 phút trước khi mình rửa qua nước lọc cho nó thật là sạch nha quý vị. Và trong lúc mình ngâm thì lâu lâu mình cũng đảo nấm rơm tới nấm rơm rui một lần hoặc hai lần để cho nấm rơm nó thấm đều vào các nước muối để cho nó loại bỏ hết những cái chất không có tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Các tép tỏi thì mình đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình băm cho thật là nhuyễn luôn nha quý vị, để nữa mình phi trước khi mình khìa nấm gươm với nước dừa. Các trái ớt thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn. Để khi nào mà nấm gươm khìa nước dừa chín mình sẽ cho các lá ớt vào. Và nước dừa tươi thì mình sẽ cho ra cái chén. Khoảng một chén lưng nước dừa tươi hơn nha quý vị. Khoảng 1/3 trái. Thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối bọt vào. 1/3 muỗng cà phê bột niêm. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Và đường cát thì mình cho khoảng 3 muỗng lưng đường cát. Và cuối cùng là nước mắm chay. Thì mình cho cũng khoảng 3 muỗng canh lưng nước mắm chay. Nước mắm chay thì ở các cửa hàng ẩm thực, siêu thị hay các chợ bán rất là nhiều nha quý vị. Cũng rất là thơm và ngon lắm luôn. Nếu quý vị không có nước mắm chay thì mình có thể sử dụng nước tương cũng được nha quý vị. Rồi sau đó mình sẽ quậy đều lên để cho các gia vị nó tan hết trong cái chén nước dừa luôn. Rồi mình sẽ khìa vào chung với nấm rơm. Và bây giờ mình cũng cho các gia vị vào trong tô nấm rơm luôn. Và bịch ngũ vị hương nè quý vị, mình sẽ cho hết vào trong tô nấm rơm luôn. Khoảng nửa bọc là được rồi nghe quý vị. Khìa, các món khìa là phải có ngũ vị hương nha quý vị, là đúng bài luôn. Và mình cho cũng khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê muối bọt. Và khoảng 1 muỗng cà phê đường cát. Khoảng nửa muỗng cà phê bột niêm. Và nước mắm thì mình cho cũng khoảng 1 muỗng lưng nước mắm. Rồi sau khi mà đã cho các gia vị vào trong tô nấm rơm rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau đó mình cũng để khoảng 15 đến 20 phút nghe quý vị, trước khi mình khìa với nước dừa. Tại vì mình để càng hơi lâu
thì các gia vị nó sẽ càng thấm rất là sâu vào trong đúng rơm, rồi sau đó mình khều với nước dừa nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon. Và trước khi khều nước dừa thì mình cũng chiên nấm rơm sơ qua nha quý vị, rồi sau đó mình mới khều với nước dừa. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho nguyên tô nấm rơm vào. Nãy giờ mình ướp các gia vị cũng phải hơn 20 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ chiên sơ qua. Nấm rơm mà mình chiên sơ qua quý vị, để cho nó loại bỏ đi những cái chất mà nó còn trong cái nấm rơm á, hay là những cái hơi nước trong nấm rơm á quý vị, sẽ ra ngoài hết luôn. Rồi sau đó mình khìa lại với nước dừa thì nó sẽ đậm đà và thơm ngon hơn. Mình chiên sơ qua khoảng 3 phút là được rồi nha quý vị, 3-4 phút là được rồi. Và trong lúc mình chiên mình cũng đảo tới lui cũng 1-2 lần nha quý vị, để cho nấm rơm của mình nó sẽ chiên đều hơn, nhưng mà chưa có chín nha quý vị, chỉ chiên cho nó săn săn lại thôi. Món nấm rơm khìa nước dừa thì nó cũng lạ lạ nhưng mà cũng rất là ngon nha quý vị. Và sau một hồi đó quý vị, cũng khoảng 3-4 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ gấp hết nấm rơm ra luôn, mình tắt lửa. Mình gấp hết ra dĩa luôn. Chút xíu thì mình sẽ khìa lại với nước dừa nha quý vị. Hôm nay mình sử dụng có nửa ký nấm rơm mà. Nếu nhà mình đông thì có thể mình khìa nhiều hơn nha quý vị. Và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên, mình cũng cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi vào để mình phi. Mình phi cho nó vừa vàng thôi nha quý vị. Và trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên để cho tỏi phi của mình nó sẽ vàng óng ánh đều lên. Đến khi nó rất là thơm rồi thì mình sẽ cho nguyên dĩa nấm rơm hồi nãy mình đã chiên sơ qua đó quý vị. Mình cho hết vào luôn. Mình cho hết nguyên dĩa vào luôn. Rồi mình đảo tới lui cũng khoảng 1 phút thôi nha quý vị. 1 đến 2 phút thôi. Rồi mình sẽ cho chén nước dừa với một số gia vị hồi nãy mình đã cho vào đó quý vị. Nấm rơm thì ở miền Tây có rất là nhiều luôn. Bây giờ người ta trồng quanh năm luôn đó quý vị. Cải thiện đời sống người dân cũng rất là nhiều. Đó, và sau nãy giờ mình khìa cũng đã gần 1 phút rồi. Bây giờ mình cho nguyên chén nước dừa vào luôn. Rồi tiếp tục mình khìa nha quý vị. Và trong cái thời gian khìa thì mình cũng để lửa vừa vừa thôi, để cho nấm rơm của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngấm các gia vị nè, nước dừa nè, từ từ thì nó sẽ đậm đà và thơm ngon hơn. Và sau nãy giờ khìa đó quý vị, mình khìa đến khi nào nó rất là sạch sạch lại là được rồi nha quý vị. Và bây giờ nó đã gần chín rồi thì mình sẽ cho thêm khoảng 2 muỗng cà phê đường cát vào nữa, để cho nấm rơm khìa của mình nó lên cái màu thật là đẹp lên. Nếu mà quý vị ăn ngọt không được thì có thể mình khỏi cho đường thêm cũng được nữa nha quý vị. Tại nhà mình ăn phải ngọt ngọt nè, rồi mặn mặn nè. Rồi hồi mình sẽ cho ớt vào nữa, có vị cay cay của ớt nữa, nó sẽ rất là ngon. Cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình mình nha quý vị, mà mình nêm sao cho nó vừa ăn, hợp với khẩu vị ở nhà mình. Nhưng mà khìa thì mình phải mặn mặn nha quý vị, và ngọt ngọt nữa, rồi vị cay cay nữa, nó sẽ thơm ngon hơn. Đó, bây giờ nó đã rất là sạch rồi đó quý vị. Và mình sẽ cho ớt vào nữa, rồi mình sẽ tắt lửa nha quý vị. Đó, và bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn. Chuẩn bị mình múc ra dĩa để mình dùng nha quý vị. Mình tắt lửa rồi đó, nhưng mà nó cũng còn rất là sôi luôn, rất là thơm.
Và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn. Món này ăn chay rất là ngon và ăn mặn thì khỏi phải nói, cũng rất là ngon tuyệt vời luôn. Mình ăn với cơm trắng nè, kèm theo rau sống, rau luộc hay rau xào là rất tuyệt vời luôn nha quý vị. Đó, trông rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình sẽ quay cận lại nguyên dĩa nấm rơm khìa nước dừa của mình nè quý vị. Rất là thơm, rất là ngon. Nấm rơm khìa nước dừa thì nó mặn mặn nè, ngọt ngọt nè, rồi có vị cay cay của ớt nữa. Món này ăn chay ngon, ăn mặn cũng rất là ngon. Một món ăn ngon, rất là dễ làm. Một món chay làm tại nhà, rất là ngon tuyệt vời. Và mình ăn kèm với dưa leo, cà chua, salad nữa là còn gì bằng. Và đã chín rồi đó quý vị, và đã thành phẩm rồi. Rồi, kênh Món Chay Tại Nhà xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.